Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với xóm anime. Không biết hồi bé các bạn đã bao giờ cảm thấy tủi thân và cô đơn khi nghĩ rằng bố mẹ yêu quý em mình hơn chưa? Tớ cá là với những người làm anh, làm chị, ai cũng có ít nhất một lần cảm thấy như vậy. Lúc bị như thế, tớ cũng bỏ nhà đi, giống hệt cu Shin trong tập này. Hôm nay, cu cậu đã bị mẹ mắng trong một trận vì tội trêu em gái nên đã giận dỗi và bỏ đi chơi. Nhưng không chỉ thế, mẹ Misae cũng từng trải qua hoàn cảnh giống vậy. Không biết mẹ cảm thấy như nào, cùng nhau theo dõi tập phim sau để biết câu trả lời nhé. Nhưng trước hết, hãy cùng đến với màn sửa cửa kéo cho nhà thầy hiệu trưởng của biệt đội phòng vệ Kasukabe nha. Đảm bảo các bạn sẽ chết chìm trong sự đáng yêu, tinh nghịch và sáng tạo của năm bạn nhỏ này đấy. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu ngay thôi nào. Tập phim thay giấy cho cửa kéo. Chiều nay, biệt đội phòng vệ Kasukabe đang đi tuần tra xung quanh thì tình cờ đến trước nhà thầy hiệu trưởng. Ban đầu, cô xin thấy thầy đang cố gỡ cửa kéo, còn tưởng thầy định trộm đồ, chắc do nhìn mặt thầy giống đại ca xã hội đen quá mà. Nhân tiện, còn một cánh cửa nữa chưa thay giấy nên thầy nhờ năm bạn nhóc thay cùng luôn. Cả hội háo hức lắm, đồng ý luôn vì việc này có vẻ thú vị. Nhìn cửa thay rồi và chưa thay khác nhau thật đấy. Sau một thời gian thì giấy sẽ bị rám nắng và xuất hiện nhiều vết ố. Theo lời thầy hiệu trưởng thì sau khi thay mới sẽ khiến cho căn phòng sáng hơn, tâm trạng cũng tốt lên. Quả thật là vậy, nhà sạch sẽ sáng sủa thì ai chả thích. Vậy là sáu thầy trò cùng bắt tay vào việc, bước đầu sẽ là phá hủy giấy cũ. Ôi đúng là trẻ con với tâm hồn ngây thơ, nghe đến hai chữ phá hủy thôi mà đứa nào cũng tâm trạng, chúng cảm thấy như mình đang làm việc xấu vậy. Cú xin còn đệm thêm một câu, sau khi phá hủy nó, khuôn mặt đáng sợ kia sẽ càng đáng sợ hơn. Mà Sao nghe xong tưởng tượng ra khuôn mặt đó, cú cậu sợ đến khóc luôn. Đúng là đầu cơm nắm, tâm hồn yếu đuối nhất nhóm. Thầy hiệu trưởng không biết phải nói sao, thầy làm mẫu cho mấy đứa nhỏ. Việc phá giấy cũ cũng đơn giản, lấy tay chọc thủng xong rồi xé là được. Năm nhóc cũng bắt tay vào làm, chỉ khổ thân cú xin, hăng hái quá mà chọc luôn ngón tay vào thanh gỗ. Cú này đau phết đấy. Thầy siêu quệ ôm ngón tay rồi lăn qua lăn lại, vừa thương vừa buồn cười. Thầy hiệu trưởng vội bảo, cách thức phá hủy cũng bộc lộ từng tính cách khác nhau. Bảo sao, Kazama xé giấy một cách rất là sạch sẽ và có trình tự, nhóc ấy cũng không có hấp tấp như Kushin. Cuối cùng, sau một hồi chật vật thì việc phá hủy giấy cũ đã xong. Cảm giác thật thoải mái, muốn phá hủy nữa. Ủa gì vậy mấy đứa, nãy bảo phá hủy có cảm giác như đang làm việc xấu cơ mà. Đúng là trẻ con, ha ha. Bỗng có một dự cảm không lành ập đến. Siêu quậy nở một nụ cười như mọi khi và chỉ tay vào cái cửa còn lại. Xong, tiếp theo sẽ đến cái này. Cái đó thay xong rồi, không cần nữa. Thầy hiệu trưởng hoảng hốt ngăn cản. Phù, may thiệt chứ, may cản kịp, nếu không cửa thay rồi lại phải thay thêm lần nữa. Việc tiếp theo là lau hết chỗ keo còn thừa. Lúc thầy đang lau thì mấy đứa nhóc thi nhau trôi qua mấy cái ô cửa, trông vui thật, chỉ khổ thầy hiệu trưởng bị giật mình thôi. Tiếp theo, quét keo lên. Yeah, các bạn được ăn kẹo rồi, cú xin reo lên vui sướng. Ông nhỏ ai nghe nhầm thành ăn kẹo của nỗ ruột không cơ chứ. Quét keo xong thì chỉ cần đặt giấy mới lên trước khi nó khô là ok. Xong xuôi, thầy hiệu trưởng dựng cánh cửa gần đấy và đi nghe điện thoại. Để cánh cửa ở đó cùng với năm tiểu yêu thì việc gì đến nó cũng sẽ đến thôi. Đúng như dự đoán, Masao đi ra sau cánh cửa và chơi trò đoán bóng với các bạn. Không may đã để hai tay của mình xuyên thủng giấy. Nene hốt hoảng tiến lại gần, bảo rằng phải sửa nhưng cũng lỡ chọc thủng giấy mất tiêu, lại còn làm cánh cửa bị đổ nữa chứ. May mà có thùng giấy đỡ nên không đập vào mặt Kazama, nhưng tóc của cu cậu lại làm cho cánh cửa có thêm một lỗ nữa. Không biết tóc Kazama xịt keo hay gì mà cứng thế. Khung cảnh quả thật là hỗn loạn, chưa hết đâu. Bo hắt xì hơi một cái, nước mũi cũng làm cho cánh cửa thêm một lỗ luôn. Nước mũi của Bo đỉnh thiệt chứ. Thấy các bạn ai cũng có phần, nên Shin cũng góp sức làm thêm một lỗ nữa bằng cú đấm action. Hiếm khi thấy Shin không phải là người gây rắc rối đầu tiên đấy. Thầy mà nhìn thấy thì tiêu luôn, tưởng tượng ra khuôn mặt lúc tức giận của thầy khiến Masao khóc. Nene nghĩ ra một cách, mình làm thủng thì dán lại là được. Cô bé lấy trong túi một miếng dán màu hồng có hình con mèo rồi dán lên chỗ vừa nãy. Mấy bạn khác cũng làm theo, nhưng Masao không dán, cậu vẽ luôn hình mặt người lên đấy. Bo thì lấy cái lá để sửa. Vì cái cửa màu trắng nên Kazama lấy giấy cùng màu cho đỡ bị lộ. Mà cái giấy đấy là bài kiểm tra được 100 điểm của cu cậu. Flexing chỉ là vô tình, truyền nhân của ông tổ Flex đời đầu đây mà. Kushin thì nghĩ ra ý tưởng chẳng giống ai, đó là lấy quần chip hình siêu nhân của mình dán lên vì quần đấy cũng màu trắng. Trời ạ, đậm chất xin luôn. Lúc thầy nghe xong điện thoại và ra ngoài thì đã thấy tác phẩm của các bé, cũng hết hồn lắm chứ đùa. Nhưng mà bọn nhóc đã thú nhận rồi xin lỗi thầy, lại còn sửa cái cửa theo cách rất là sáng tạo như vậy thì ai nỡ mắng. Mấy đứa còn chân thành xin lỗi cả cái cửa nữa, thầy hiệu trưởng thấy thế cũng chỉ biết gượng cười cho qua. Tập phim Khi mẹ là em bé.
Hôm nay, Kusin và Himawari đang cãi nhau vì một túi bánh. Thấy ồn ào quá nên mẹ đã vào để giải quyết. Mẹ hỏi Shin, con lại ăn bánh của Hima phải không? Sao có thể là do con chứ? Shin dãy đành đạch lên giải thích. Hima khóc òa lên, lao vào lòng mẹ. Mẹ vội dỗ cô nhóc và bảo rằng lỗi do Shin, mặc cho cu cậu phủ nhận. Thật ra vụ việc là như này, lúc Shin đang chơi thì thấy Hima ăn bánh. Siêu quậy chỉ muốn Shin một miếng thôi mà cô bé không cho. Shin tức quá nên thành ra hai anh em mới đánh nhau. Tuy nghe rồi nhưng mẹ lại cho rằng Shin là anh trai thì phải nên nhường nhịn em. Đây có vẻ là lời mà các bậc phụ huynh hay nói khi hai đứa con của mình xảy ra bất đồng, đứa lớn luôn phải nhường đứa bé. Shin tức giận, cu cậu đâu muốn làm anh đâu. Vậy sao? Vậy thì con đừng có làm nữa. Hima cũng không cần người anh trai miễn cưỡng vậy đâu. Mẹ Misae tức giận nói, được thôi, con sẽ không làm anh hai nữa. Sau này con sẽ làm chị gái. Quả là Shin, trong trường hợp vậy mà cũng nhây được nữa. Đúng là có máu làm nghệ sĩ hài. Nói xong câu đấy, cu cậu chạy ra khỏi nhà và hét lớn. Chắc hẳn siêu quậy ấm ức lắm. Nhớ ngày xưa mình cũng vậy. Sau khi cu Shin đi thì mẹ vội nghĩ, có phải lúc nãy mình quá lời rồi không? Ngày xưa mẹ cũng trải qua hoàn cảnh tương tự. Nhà có ba chị em gái, bác Masae là chị cả, mẹ Misae là chị hai, còn dì Musae là em gái út. Nhớ hồi dì Musae chưa chào đời, mẹ luôn được bà ngoại hết mực cưng chiều, luôn bênh vực cho dù mẹ có là người trêu bác Masae trước đi chăng nữa. Nhưng từ khi có thêm em gái út, mẹ dường như hiểu được những gì chị gái mình trải qua. Dì ấy có làm gì sai thì cũng được bà ngoại bỏ qua và bênh vực. Như hồi Musae vẽ bậy lên tường, mẹ tưởng bà sẽ tức giận, nhưng không ngờ là ngược lại, bà còn khen dì vẽ đẹp nữa chứ. Mẹ chờ đến lúc ông đi làm về để mách, nhưng mà ông cũng chỉ quan tâm đến cô con gái út. Và mẹ nhận ra rằng trẻ càng nhỏ càng khó tách rời khỏi bố mẹ. Một hôm, mẹ đi về nhà với bài kiểm tra đạt được hoa hồng, tính đem về khoe với bà để nhận được lời khen thưởng. Nhưng do em gái Musae đang sốt nên bà không quan tâm đến lời mẹ nói, thậm chí còn nổi nóng với mẹ. Điều này thực sự đã làm tổn thương đến tâm hồn của đứa nhỏ. Mẹ tức giận, vo tròn bài kiểm tra và ném nó về phía bà với cô em gái. Gì chứ, mẹ chỉ thương Musae thôi. Con làm gì vậy? Mẹ đã nói là Musae đang sốt mà con là chị đó nhé. Bà tức giận quát lên. Con đâu muốn làm chị, không nên có thêm em. Mẹ gào lên đáp trả lại. Cơn giận lên tới đỉnh điểm nên bà đã cho mẹ nếm mùi của nắm đấm xoáy guri guri. Mặc dù không hiểu cái tên đó nghĩa là gì, cơn mà nhìn đau lắm, khổ thân mẹ. Con ghét mẹ nhất, Misae gào lên rồi chạy khỏi nhà, vừa chạy vừa khóc. Hơi, tự dưng nhớ ngày xưa mình cũng từng bị vậy, không biết các bạn đã trải qua cảm giác này bao giờ chưa? Đến chiều tối, ông ngoại và bà ngoại đi tìm mẹ. Mẹ nghe thấy tiếng hai người họ nên trốn vào bụi cây gần đó, chắc mẹ vẫn chưa dám đối mặt với ông bà. Mẹ sai rồi, con đang ở đâu? Misae, mẹ biết mẹ sai rồi, ra đây nào, để con thấy cô đơn là mẹ sai rồi. Thấy bà ngoại khóc, mẹ cũng không kìm được nước mắt, vội chạy ra xà vào lòng bà. Thật là một cái kết đẹp, phải không? Giờ quay lại với thực tại thôi, cu Shin không biết sao rồi. Sau khi hồi tưởng lại chuyện hồi bé, mẹ nhận ra mình không nên đối xử như vậy với cu cậu. Mẹ lập tức điệu Hima trên lưng đi tìm con trai. Đến chiều tối, bố về nhà không thấy hai mẹ con đâu, chỉ thấy cu Shin ngồi xem tivi với điệu cười ngờ ngạch. Mẹ Misae thì vẫn đi tìm ai kia trong nước mắt mà không hay biết rằng siêu quậy đã về đến nhà rồi. Tập này vừa cảm động mà vừa buồn cười thật chứ. Và nó cũng cho chúng ta nhận ra rằng dù có chút xích mích hay phạm sai lầm đi chăng nữa, người yêu thương chúng ta nhất chính là bố mẹ. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho chúng mình nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, bà tên nè.